Hello, em xin chào cả nhà. Hôm nay mình có một ngày nghỉ để cùng xã đi đi chợ Costco nha. Đi chợ Costco để mua đồ ăn trong nhà đó. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi. Giờ mình sẽ cho các bạn xem ở trong chợ Costco nó bán những gì nha. Thì cái Costco thì các bạn cũng biết rồi. Chợ Costco thì không xa lạ với người Việt của mình nha. Em mì đi Costco mua đồ thì sẵn tiện đây em mì ghé vào đổ xăng ở chỗ Costco này luôn. Và em mì sẽ cho các bạn xem cái cách đổ xăng ở bên Mỹ này như thế nào nha. Đây là cây xăng của Costco nha các bạn. Thì từng xe xếp hàng để tới lượt mình để đổ xăng đó. Thì mình đổ xăng của Costco thì nó rẻ hơn cái những cái cây xăng ở bên ngoài. Thì những ai mà có thẻ Costco mới được đổ xăng ở trong này. Thì ông xã mình đang đổ xăng cho xe của mình. Thì ở đây mình tự đổ chứ không ai đổ cho mình nha. Tự đổ, tự trả tiền ở trong máy như vậy đó. Những cây xăng ở bên ngoài thì giá nó sẽ mắc hơn như cái xăng ở trong Costco này. Thì cây xăng trong Costco giá rẻ là tại vì mình phải cần có những cái thẻ dùng ở trong Costco đó. Thì nó mới có giá da rẻ cho mình được nha. Trên cái số trên đang chạy là số tiền, còn ở số dưới là cái số galon của cái xăng nha các bạn. Thì cái xe mình bự thì mình đổ nó nhiều hơn, còn cái xe nhỏ thì mình nó ít hơn nha. Đó, bây giờ thì cái giá tiền là 41 đồng 37 xu cho 10 galon. Làm cho nó số chẵn thì khoảng 10 galon chấm mấy đó, khoảng 50 khoảng là 42 đồng cho một bình xăng cho cái xe của em mình chà lái đó. Thì mình đổ xong rồi thì mình gạt, mình bỏ cái đồ bơm xăng vào đó thôi. Trước mặt các bạn là cái chợ Costco đó, bán rất là nhiều đồ ở trong này nha các bạn. Khi mình vô cổng thì cũng phải cần có cái thẻ Costco của mình mới vào được nha, mình mới mua được những cái giá rẻ ở trong này. Mình lấy cái xe. Khi mình vào cổng thì mình phải trình cái, mình phải cho người ta xem cái thẻ Costco thì mới cho mình vào để mua. Thì cái thẻ Costco thì mình phải đóng tiền cho cái hãng của Costco. Hiện tại mình đang đứng trong bên trong của tiệm Costco nha các bạn. Tiệm Costco thì đây nè, bạn thấy không, quá trời đồ ha. Đi quá trời bự luôn. Costco bán đủ thứ loại mặt hàng nha các bạn. Máy móc, đồ điện tử. TV rất là rẻ. Ở Mỹ này TV rất là rẻ nè. Cái bự ơi là bự mà có 400 mấy nè, thấy không các bạn? Này bao nhiêu inch? Này 70 inch. Này 70 inch nè. 800. 70 inch mà chỉ có 800 thôi à, coi bự ơi là bự luôn ha. Đó. 86 inch, 119. Đây là những đồ nhà bếp, tủ lạnh, máy giặt, lò nướng các loại nha. TV thì bên đây rất là rẻ mà. Cái này 50 inch cho 3 trăm. Thấy cái TV hôm 50 inch nè các bạn, chỉ có 300 đồng thôi nè. Quá rẻ luôn. Sony 55 inch. Samsung. Samsung này
Đây là vàng dòng nha các bạn. Đây mình này kia đó. Thấy ham chưa? Không có tiền mua. Mua chẳng cả. Mua vậy làm gì cũng đeo cũng vậy. Mua cho em. No thank you. Em mua cái này này. Khó quá. I have already. Hai vợ chồng rồi, giờ đang đi tung tăng ha. Tung tăng ở Costco để tìm đồ để mua đồ ăn ở trong nhà, mua đồ dùng ở trong nhà nữa. Thì Costco thì nó tiện lợi và rẻ. Thì mình mua những cái món đồ nào nhiều thì mình vào Costco thì nó lợi hơn là mua ở ngoài. Ngoài thì có khi nó mắc hơn. Còn cái khu vực này là quần áo, đồ lạnh nha các bạn. Đồ lạnh rồi này kia, bán quần jean rồi này kia của đàn ông rồi này kia đó. Hiệu Levi ở đây luôn này các bạn ơi. Thấy không? Quần jean Levi đó. Cái này giống như là cái nhà kho luôn vậy nha các bạn. Muốn mà cần bao nhiêu cũng có hết á. Đây là hàng bông. Bông của Costco thì bông rất là tươi, một bó bự như vậy là chỉ có 14 đồng. 14 đồng 99 thôi. Đó. Đây bó nhỏ thì 9 đồng 99. Còn đây khu vực này là cho dành cho kẹo chocolate. Kẹo sô-cô-la đâu nha các bạn. Thì những người mà người ta mua về để người ta sẽ ship về Việt Nam người ta bán đó, thì người ta vô đây người ta lấy hàng ở trong này nha. Tại hàng trong Costco thì nhiều lúc nó giảm giá đó, nên nó rất là rẻ. Đây là những mặt hàng về chót lịch kẹo rồi này kia đó. Bánh trái các loại. Đây là những cái thùng chip nhỏ nhỏ bánh cho mấy cho con của em mình nó ăn, nó đi học đó. Thì một thùng như vậy là 54 gói là 13 đồng 99. Nó có đủ loại luôn nha. Loại này là 14 đồng 99 nè. Nó có tổng cộng là 2, 4, 6, 7, 10. Đây là cái khu vực của đồ mà niêm gia vị đường này kia đó, tỏi, muối, hành, ớt gì đó. Đường nè. Mình mua một cục đường như thế này nè, một gói đường bự như thế này. Đó. Thì giá nó là 5 đồng, 5 đồng một bịch như vậy đó. Một bịch đó là 10 pound nha các bạn. Rồi ở đây cũng có bịch bự nữa nè. Giờ muối. Muối, đường. Chai rượu bự ơi là bự của Costco nha các bạn. Uống chai này là quất thằng câu luôn á. Nè, một chai bự như thế này là 235 đồng đó. Dãy này là rượu không nè các bạn. Đủ thứ loại hiệu của rượu nha. Loại luôn. Thường thì người ta vào đây người ta cũng mua hàng ở đây để về người ta bán lại đó. Trong này thì nó rẻ hơn. Còn bên đây là kẹo chót lịch nữa nè các bạn. Dãy hàng bên đây.
bán cho cái ngày mà Giáng sinh rồi nè. Mùa Giáng sinh thì chợ kẹo chót lịch nó bán nhiều lắm, họ đem ra họ bán nhiều lắm. Bánh này ai cũng nói ăn ngon, để mình mua thử một hộp và ăn thử nha. Giá của nó là 11.99 đồng, để coi ăn coi nó ngon như thế nào nha. Thì cái bánh này nhân hình như là nhân thơm, nhân khóm á. Kinh nghiệm đi Costco là các bạn nên đi ngày thường nha, ngày thứ hai hay là ngày thứ ba thứ tư gì đó, ngày thường thôi, đừng có đi ngày thứ bảy chủ nhật nha. Thứ bảy chủ nhật là rất là đông người, mà khi mà mình đi tính tiền đó thì nó get line nó rất là lâu. Còn mình đi ngày thường thì người ta đi làm hết rồi. Đi làm hết rồi thì mình đi ngày thường thì nó dễ hơn nha. Với lại nó không có đông người á, mình đi mình từ từ cũng được, không sao. Còn cái dãy khu vực này là bán trái cây rồi nha các bạn. Cơm, táo, lê, dâu, bưởi nè nha các bạn, bưởi, cam, quýt. Còn vô trong này là khu vực đồ đông lạnh nha các bạn, người ta để đồ đông lạnh ở trong này, không phải là đông lạnh nữa mà để rau cải trong này cho nó giữ độ lạnh, để cho rau cải nó không có bị hư đó, rau cải trái cây rồi này kia đó. Em bự hơn ha. Hộp nho như thế này là 8.99 đồng. Hơi bự hơn ha. Khu vực trong đó người ta làm bánh nha các bạn, làm bánh tại chỗ luôn á. Của hãng của Costco này luôn á, bánh mì đủ các loại bánh mì đó. Đủ loại bánh mì nè. Costco cũng trưng bày ra bán đồ Christmas luôn nè. Ông Santa nè. Nhà Noel đó. Đồ trang trí cho Christmas đó các bạn, đồ trong nhà nè, răng súc miệng này kia nha, cái nước súc miệng nè. Khu vực này là kem đánh răng luôn nè các bạn. Kem sữa tắm, kem dưỡng da, thuốc bổ, đủ loại. Thuốc uống, đau nhức, xương khớp rồi này kia có đủ hết nha. Thuốc dán rồi nè.
rồi đó, tại tới mùa đông tới rồi đó nên Costco cũng bày những cái đồ đồ ấm. Costco cũng có bán mấy cái thẻ mà mấy cái vé mà đi vô coi phim đó nha các bạn, bán đủ hết đó, ở Costco này đủ thứ loại hết nha, cái gì cũng có hết đó. Đó, đồ của đàn ông nè, quần ngủ quần đồ này có hết rồi. Bây giờ mình đi ra tính tiền nha, cái này là khu vực tính tiền đó. Vào Costco thì thường người ta mua đồ rất là nhiều nên người ta vào Costco mua nó sẽ lợi hơn là mua ở bên ngoài. Cái khu vực này đồ ăn của Costco nha các bạn, đồ ăn thì cũng rất là rẻ. Hot dog như thế này chỉ có 1 đồng 50 thôi. Cái món pizza hay này kia thì ở đây Costco họ tự làm luôn ngay tại chỗ nè các bạn. Costco xong mình đi ra cổng thì mình phải cần đưa cái receipt này cho người ta đứng ở trước cổng người ta check nha các bạn, người ta kiểm tra hàng của mình đó nên mình phải cần giữ cái giấy receipt này. Hai mình đã đi xong cái chợ Costco, mua vài thứ đồ ăn ở trong nhà. Hai mình mua được vài món hàng thôi. Các bạn xem cái video này nếu mà yêu thích thì nhớ bấm đăng ký để ủng hộ cho Amy Việt Channel nha. Để Amy cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào.